phần thưởng dành cho hai bạn là món ăn ở khách sạn du lịch Nagasaki Inasayama. Khách sạn du lịch Nagasaki Inasayama là một khách sạn được đặt ngay ở chính giữa, ngay bên trong ngọn núi Inasayama, nơi có thể quan sát được cảnh đêm ở Nagasaki, vốn được công nhận là một trong ba cảnh đêm mới đẹp nhất trên thế giới. Wow, thật là hấp dẫn, thịnh soạn quá trời luôn. Tất nhiên đây là một buổi chiêu đãi khi mà chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đúng không? Trời, em thấy một cái sự quặn lên trong bụng của em luôn rồi. Và đây là những món ăn không phải là người nào cũng có thể ăn được đâu nha. Phải những người mà xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Giới thiệu với mọi người, đây là món shabu shabu, món bò rất là nổi tiếng của Nagasaki này. Trước tiên mình sẽ lấy một miếng thịt, em dọn miếng thịt đây. Trời ơi, miếng thịt thật là to, thật là đặc biệt nha. Thịt có nạc, có mỡ trong nó, vân vân vân. Cái vân của nó rất là đẹp. Chúng ta lấy một miếng thịt to như thế này, nhúng vô đầy. Ồ, rồi sao nữa? Làm đi. Xong rồi vừa chín xong chúng ta lấy ra chấm vô cái chén tương này. Rồi, chấm thử đi. Thấy có vẻ ngon lắm. Vô phần này là anh Phương hù rồi. Nếu mà em đã thử đó rồi thì chị phải thử món khác để giới thiệu cho Lan Trinh nó biết chứ. Chị sẽ thử cái món này, nó lạ là tại vì á, ở đây người ta giới thiệu cái món đó phải chấm với cái muối mà bằng muối matcha. Muối matcha. Muối matcha này lần đầu tiên chị thấy. À, cho nên chị sẽ thưởng thức cái món này. Chấm vô cái muối matcha này coi sao. Rồi cắn một miếng thử coi sao. Sao nè. Sao? Nó là ốc của một con gì đó. Là con gì? Ốc, cái ốc á. Phải không? Của một con gì đó. Nó rất là béo. Thật ra đây là món tempura shirako cá tuyết, là bộ phận sinh dục của cá tuyết đem tẩm bột rồi chiên. Mình đoán cũng gần đúng, nhưng mà mình không nghĩ là nó ở cái ruột của con cá, nhưng tại nó béo quá. Nói chung là bây giờ Tường chỉ có nói một điều rằng hãy bắt chước thiên vương, ăn, ăn, ăn và cảm nhận.